mọi thứ đang rất là an toàn và đang cực kỳ háo hức trình diễn. Sau mấy tháng trời thất nghiệp thì chúng tôi được trình diễn rồi mọi người. Bây giờ cái nỗi lo lắng duy nhất đó là không biết Phương Quỳnh rồi thôi, tại vì đâu có không hát bài của mình rồi. Thì bây giờ chỉ mong được lên sân khấu và hát nhanh nhất có thể. Vì khán không khí ở đây rất là vui mọi người. Đây đã đợi chờ nãy giờ rất là lâu rồi mọi người. Kim Đỡm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật, sỏi gan, giảm đau, viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Chẳng cần những câu ngôn tình hay ảnh âu yếm mặn nồng, vợ chồng Tóc Tiên và Hoàng Tút Liver được yêu mến vì luôn có chất riêng. Gần 2 năm kết hôn, ảnh tình bể bình được cặp đôi chia sẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn khoảnh khắc dìm hàng đối phương thì xem đến sáng cũng không hết. Đặc biệt, trong những ngày cùng nhau ở nhà tránh dịch, paparazzi Hoàng Tú Liver làm việc năng suất hơn bao giờ hết. Treo nóc nhà mãi rồi. Đến hôm qua ngày 3 tháng 8, Hoàng Tú Liver đã chịu đăng tải khoảnh khắc Tóc Tiên diện bộ đồ bảo hộ kiến bưng để đứng nhún nhảy thu hút sự chú ý của chồng trông rất đáng yêu. Có thể cảm nhận được nữ ca sĩ đang rất hào hứng, vui vẻ nên pha trò để ghẹo chồng. Thậm chí Tóc Tiên còn tiến lại gần cửa kính để tạo hình trái tim gửi đến Hoàng Tú Liver. Lâu lâu vợ chồng nhà, anh ta cô ta mới chịu phát cậu lương thì phải chất lượng cỡ này. Mặc dù khoe clip vợ tỏ tình nhưng nam giám đốc âm nhạc vẫn không quay đùa một chút. Chả hiểu ai tự nhiên ra gõ cửa. Sau khi làm đủ trò mà chồng vẫn nhây không chịu cho vào xe, Tóc Tiên đã thể hiện quyền lực nóc nhà và có nét dỗi hơi nhẹ nhẹ ở cuối clip. Cư dân mạng thường truyền tay nhau rằng, phụ nữ nếu chọn đúng người không cần phải lớn. Còn với Tóc Tiên chọn đúng ông xã bên ngoài nghiêm túc, bên trong lầy lội thì không sợ thiếu hình diêm. Ra ngoài bị bạn bè sưu tập 77-49 khoảnh khắc không đỡ nổi, đã khổ thân lắm rồi. Nhưng những ngày nghỉ dịch trong biệt thự thì Tóc Tiên cũng không yên, vì có người hâm mộ Hoàng Tú Liver treo vợ mọi lúc mọi nơi. Dường như bộ phim dài tập mang tên Nhìn Vợ của Hoàng Tú Liver vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhất cử nhất động khó hiểu của Tóc Tiên đều được bắt lại không sót cái nào. Sáng ngày 29 tháng 7, trong khi Hoàng Tú Liver đang ngồi chiêu đón gió và tận hưởng không khí trong lành buổi sáng, thì vợ lại có màn hòa âm với thiên nhiên, rồi than trời trách đất vì bỗng dưng nhà bị mất điện. Thậm chí, chồng Tóc Tiên còn lén ghi lại hành động vén áo, nhún nhảy loạn nhịp trong vô cùng khó hiểu của nữ ca sĩ. Đáng nói, cô Tiên Nguyên cũng tỏ ra thích thú và tự đăng lại clip bị ông xã dìm cho cả thế giới thấy. Ở nhà cùng nhau mà vui vẻ và nhộn nhịp thế này, Tóc Tiên và Hoàng Tú Liver quyết không la cà trong suốt khoảng thời gian qua cũng đúng. Thêm vào đó, trưa ngày 20 tháng 7, nữ ca sĩ khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười khi tung clip tự nói chuyện một mình lúc tra hỏi tại sao miếng thịt bò lại có gân. Sau khi bị chồng đuổi ra ngoài sân vì tự biên tự diễn, Tóc Tiên đang ngồi chiêu thì gặp phải cơn bão táp mưa sa không kịp chạy. Nhìn hình ảnh vợ Hoàng Tú Liver diện đồ bộ, đầu tóc rối bù để chạy vào trong vì gió lớn trong cực hài hước. Hóa ra, chính Hoàng Tú Liver là người đã canh me và ghi lại 1001 pha xử lý cồng kềnh của nóc nhà để dìm không thương tiếc. Nghĩ dịch mà có ông chồng hề hước thế này bên cạnh thì cũng rộn ràng hơn hẳn. Sướng nhất Tóc Tiên rồi. Nhiều lần bị chồng hại không thương tiếc, sáng cuối tuần, Tóc Tiên đã có động thái phục thù để lấy lại hình ảnh xinh đẹp, chanh xả trong mắt công chúng. Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đã tung bộ ảnh lên đồ, make up cầu kỳ và thể hiện thần thái ngút ngàn để sống ảo. Ngồi một góc bên trong biệt thự khủng thôi mà Tóc Tiên đã cho ra những khoảnh khắc sang như đang ngồi quán cà phê. Xem ảnh Tóc Tiên tự đăng so với lúc bị chồng quay lén, quả khác một trời một vực khiến dân tình suýt nhận không ra luôn. Không chỉ tung ảnh xinh, vợ Hoàng Tú Liver còn gửi lời động viên và mong mọi người cố gắng cùng nhau vượt qua đại dịch. Tóc Tiên hy vọng khán giả đừng nghĩ tiêu cực, hãy luôn lạc quan tin tưởng, rồi dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, mọi hoạt động rồi sẽ đi vào bình thường như trước. Thế nhưng, ở nhà mùa dịch, bên cạnh những khoảnh khắc xuất thân, Tóc Tiên hóa ra cũng xuề xòa như ba chị em khác. Mặc những gì mình thích, miễn sao thoải mái, mát mẻ là được. Trong ngôn chọn đồ mặc nhà của chị Tím Tiên là đây chứ đâu. Không cần đồ hiệu lên hình sống ảo như các sao khác, Tóc Tiên ngày này qua ngày khác chỉ quanh quẩn bên căn bếp, rồi trung thành với chiếc áo ba lỗ oversize tím cỡn đặc trưng. Tần suất diện chiếc áo này của cô dày đặc đến nỗi không biết bao fan đã nhắn cho chính chủ hỏi: sao có cái áo mà chị mặc hoài vậy chị? Ừ thì cũng chị ở nhà, có đi đâu đâu mà mất công thay áo làm chi? Tóc Tiên hóm mệnh đáp lại. Và lý do tại sao nhất định phải là chiếc áo này chứ không phải áo khác, không gì ngoài bởi nó mát mẻ. Đây là mẫu bánh mì mà hôm qua Tiên vừa mới, sáng nay Tiên vừa mới bếp, vừa mới nướng. Cái ruột nó mềm hơn và nó có nhiều lỗ hơn. Cắt thử cái miếng chỗ này xấu xí. Hình dạng hơi xấu xí nhưng mà chất lượng thì vẫn the same nha mọi người. Mọi người nghe coi thôi.
là vừa miệng quá. Ăn thành các bánh mì rất là quý rũ luôn. That's good. Ngoài chiếc áo trên, Tóc Tiên còn có một áo ba lỗ khác. Phong dáng, độ rộng, cảm giác mặc lên người thì y chang nhau. Chỉ khác là nó màu đen chữ trắng thôi. Ngoài ra mới đây, một thế lực mới đã khiến nữ ca sĩ phải để mặt mộc, tóc bết, thậm chí là diện nguyên chiếc áo đầy lông mèo trên story Instagram. Hóa ra xem kỹ thì chẳng phải nguyên nhân gì sâu xa, mà là do cô nàng trổ tài nấu phở bò trong mùa dịch. Cũng như hàng triệu tín đồ ẩm thực trên cả nước, Tóc Tiên không ngần ngại bày tỏ cô rất thèm phở vì lâu rồi chưa được thưởng thức. Vì vậy mà nữ ca sĩ đã phải nấu ngay cho mình một nồi phở bò to bự chà bá ngay trong dịp giãn cách xã hội để bỏ cơn thèm. Nói là làm, bà xã Hoàng Túc Liver bắt tay vào thực hiện. Sau 77-49 công đoạn vất vả thì cô nàng cũng hoàn thành món ăn. Có điều diện mạo lúc này không còn lung linh nữa, đến nỗi giọng ca 8X phải xin lỗi các fan. Xin hãy bỏ qua cho cái áo đầy lông mèo và gương mặt rớt quất của người phụ nữ tóc bết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời ơi, cái quần què gì đây? Tăng quần què gì đây?